hay là tác phẩm Địa Lý Nước Ta. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo của chúng ta cũng là cô giáo dạy môn địa lý. Bác Hồ viết cả tác phẩm Địa Lý Nước Ta đấy. Mà chỗ này viết lý Địa Lý Nước Ta. Ta hỏi địa dư bản đồ. Dân ta phải biết nước ta. Một là yêu nước, hai là chí chi. Yêu nước thì rõ rồi, chí chi tức là biết cái gì cho thấu đáo. Bác miêu tả bao nhiêu tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam mà bác có đi hết đâu. Nói đến cả đồng bằng sông Cửu Long, cả Cao Lãnh, các đồng chí, dù bác chưa kể đến. Dân ta phải biết nước ta, một là yêu nước, hai là chí chi. Trên nhân đây, tôi rất mong các thầy giáo dạy đại học của Hồng Tháp, Đồng Tháp, các thầy cô giáo dạy khoa học xã hội nhân văn, nhất là môn lịch sử địa lý, phải đọc thật kỹ những tác phẩm của bác để có đủ sức mà truyền cảm hứng tới học trò từ lịch sử đến địa lý. Trước giờ toàn quốc kháng chiến bùng nổ, bác còn viết về văn hóa như một thông điệp. Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa mới. Nền văn hóa mới Việt Nam phải lấy hạnh phúc của nhân dân làm cơ sở, hạnh phúc của dân tộc làm cơ sở. Nền văn hóa mới đó phải tiếp thu cho được mọi cái hay, cái tốt của mọi nền văn hóa trên thế giới. Đây là bác hội nhập đấy, tiếp biến văn hóa để phát triển, tiếp thu cái tinh hoa của thế giới để làm giàu trí tuệ của mình đấy. Bác còn đưa ra chỉ thị là văn hóa Việt Nam phải có sức mạnh chống phù hoa, xa xỉ, quan liêu và tham nhũng. Bác kêu gọi các nhà văn hóa Việt Nam hết lòng chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Trên hội nghị liệt văn học nghệ thuật của tỉnh chúng ta, bao nhiêu nhà văn, bao nhiêu nghệ sĩ, các nhà giáo, các trí thức hãy tập trung vào đào tạo thiếu niên nhi đồng, lớp người kế tục chúng ta sau này của tương lai. Gần đây Tổng Bí thư Đảng đã nói là văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, thì đúng là tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Những điều như vậy để chúng ta nói về di chúc của Bác cũng là văn hóa. Nó không chỉ là một văn kiện chính trị, nó không chỉ là một tác phẩm văn chương đặc sắc, nó còn là một tầm nhìn chiến lược về văn hóa của tương lai nữa. Trên Bác quả thật từ người tìm đường, chỗ nhận ra đường đi cách mạng, đến trở thành người dẫn đường của cách mạng Việt Nam. Và bản di chúc này là nguồn ánh sáng vô tận soi đường cho cách mạng Việt Nam đến tương lai. Đấy là mấy điều của Bác. Bây giờ đi vào cơ cấu nội dung của di chúc và những điểm đặc sắc của di chúc. Chỗ này là rất gần với tâm linh Hồ Chí Minh. Xin các bạn nhớ cho là không phải ngẫu nhiên Bác lại chọn sinh nhật để viết di chúc đâu. Trên thế giới này không có ai như thế đâu. Có Bác Hồ chọn ngày sinh nhật, dịp sinh nhật để viết di chúc. Chọn 9 giờ sáng để viết di chúc. Năm nào cũng thế, cứ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng là viết di chúc, sửa di chúc. Còn nếu như trong chương trình làm việc mà Bác gặp những khách quốc tế hoặc lãnh đạo thì Bác chuyển sang buổi chiều hoặc buổi tối. Nhưng trong cái ngày đó, và đại thể là cứ mỗi một năm, cứ đến sinh nhật là viết các chữ di chúc. Và thời gian là từ một đêm, từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Đấy là giờ đẹp nhất trong ngày. Bác gọi là đấy, Bác dành cái giờ đẹp nhất mà Bác cảm thấy nhẹ nhõm nhất, thanh thản nhất để trò chuyện với đồng bào, với chiến sĩ. Nó như một lời đối thoại vậy. Hơn thế nữa, đây là điều tâm linh thiêng liêng. Ta không thể ngờ được Bác sinh 19 tháng 5, sắp tới là sinh nhật Bác 1154. 19 tháng 5 là dương lịch, nó ứng với tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tháng Phật Đản. Và Bác mất vào mùng 2 tháng 9 dương lịch năm 69, nó ứng với tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch tức vẫn là lễ Vu Lan báo hiếu của Đạo Phật. Thì Bác Hồ là người rất có tâm của nhà Phật. Nhưng mọi người đánh giá đúng như thế. Làng sen lại là làng quê nội của Bác. Hoa sen bây giờ là quốc hoa của dân tộc Việt Nam rồi. Mà Đức Phật ra đời đi trên tòa sen của bảy bông sen thanh đao
Bây giờ Việt Nam cũng có quốc hoa và hoa sen, còn có trường phái ngoại giao cây tre nữa. Những điểm rất đặc sắc của Việt Nam đó là tác của kết tinh văn hóa Việt Nam. Một cái điểm này cái trùng hợp ta không thể ngờ được, hơn gần nửa thế kỷ, gần nửa thế kỷ Bác về quê hương lần thứ nhất, Bác gọi là 50 năm ấy biết bao nhiêu tình, và 30 năm tìm đường cứu nước, đến tận năm 41 mới về Bác bó Cao Bằng, năm 45 cách mạng tháng 8 thành công, rồi Bác về Hà Nội, thì Bác phải đi từ làng sen quê Bác này, đi vòng quanh thế giới đại dương đến bao nhiêu năm tháng, đến lúc trở về đến địa đầu tổ quốc mất tròn 30 năm, và để về quê mẹ của mình mất 34 năm, tức là tính từ ngày 5 tháng 6 năm 1911 lúc tìm đường cứu nước ở bên cạnh nhà sông, đến tận khi Bác về đến tận Hà Nội là tháng 8 mùa xuân quốc khu năm 45, và 47-6 năm sau cũng về đến Nghệ An, quê hương của Bác đồng kinh. Đây cũng là một chỗ vô cùng kỳ diệu, kinh ngạc. Bác về Hà Nội vào đêm 25 tháng 8 năm 45, còn Bác ôm, ôm nặng lắm, ôm được chiếc Cao Bằng ở Tuyên Quang, may mà qua được. Đến Thái Nguyên còn phải cán Bác về Hà Nội nữa, từng đoạn một, yếu lắm. Về đến nơi, Tổng Bí thư Trường Chinh ra đón Bác, đưa Bác đến ở ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, là cơ sở của cách mạng. Đó là gia đình ông bà tư sản Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ để cho Bác ở và làm việc. 48 Hàng Ngang Hà Nội nhé, bây giờ nó là một địa chỉ văn hóa ấy. Thế thì ngay hôm đó, Tổng Bí thư Trường Chinh dẫn Vũ Kỳ đến làm việc với Bác. Đến trước cửa thì dừng lại, Tổng Bí thư Trường Chinh nói với Vũ Kỳ là từ hôm nay anh bắt đầu làm thư ký cho cụ nhé, cho cụ. Ông Vũ Kỳ còn trẻ, cha đi cụ nào mà lại tính hồn kia, hỏi anh đi cụ nào vậy? Bảo cụ Nguyễn Ái Quốc, cụ Hồ Chí Minh chứ không ai. Thì xúc động quá, cả đêm không ngủ được. Bước vào phòng làm việc của Bác gầy quá, để râu khá khổ, mặc bộ quần áo tràng, đi đôi giày vàng. Bác hỏi tên nghe, tên chú là gì? Thói quen của Bác gặp nhau là hỏi tên. Ông Vũ Kỳ xúc động lúng túng nói không rõ, Bác nghe ra là Cần. Bác nói ngay, làm thư ký cho Bác mà chú tên là Cần là tốt lắm, cẩn thận, tốt lắm. Các đồng chí làm văn phòng, giúp việc tham mưu cho cấp ủy, chứ cẩn thận là quan trọng lắm. Nhưng Bác cũng cảm thấy chưa rõ. Trong hôm sau buổi sáng làm việc đầu tiên, Bác hỏi lại, khi tập ra tên chú là gì? Thì ông này nói thật to để cho Bác nghe rõ, thưa Bác tên là Cần.